Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cuối cùng rapper Big Daddy và Emily cũng tổ chức đám cưới trước sự chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ. Big Daddy và Emily mới đây đã khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi đăng tải hình ảnh thiệp cưới của mình. Theo đó, cặp đôi ngôi sao sẽ chính thức tổ chức hôn lễ vào ngày mùng 3 tháng 8 tới. Thiệp cưới của nam rapper và Emily được thiết kế khá đơn giản, tao nhã với tông màu trắng chủ đạo. Điểm nhấn của thiệp cưới chính là hình ảnh của cặp đôi, mặc dù tiết lộ ngày cưới nhưng địa điểm tổ chức hôn lễ vẫn chưa được cặp đôi tiết lộ trước truyền thông ở phía dưới bài đăng của cả hai, những người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc, hy vọng cặp đôi sẽ sống hạnh phúc đầu bạc răng long. Trước khi chính thức tổ chức hôn lễ, Big Daddy và Emily vốn được coi là cặp đôi đẹp trong lòng giải trí Việt. Cặp đôi lần đầu gặp gỡ vào năm 2009 và xác nhận hẹn hò vào năm 2011. 4 năm sau đó, cả hai cùng nhau chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. Hiện cặp đôi đã có hai người con là Bảo Nguyên sinh năm 2016 và Bảo Uyên sinh năm 2017. Chuyện tình giữa Big Daddy và Emily hiện tiếp tục gây chú ý sau khi nam rapper trở thành thành viên của ban giám khảo chương trình Rap Việt mùa 3.